Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Mỹ áp lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia vì ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc. Mỹ áp lệnh cấm vận vũ khí và các hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì những gì Washington cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc tại Campuchia. Theo nguồn tin, ngày 8 tháng 12, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và các hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì những gì Washington cho là ảnh hưởng ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc ở nước này, cũng như liên quan đến vấn đề nhân quyền và tham nhũng. Các quyết định của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ phản ánh nỗ lực của Washington nhằm đối phó ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Theo thông báo được đăng tải trên công báo, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã đưa Campuchia vào danh sách các quốc gia mà tất cả các loại vũ khí bị cấm xuất khẩu đến. Campuchia tiếp tục cho phép Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở chuyên dụng trên vịnh Thái Lan, bất chấp lời kêu gọi của Mỹ. Thông báo viết, không rõ tác động của lệnh cấm sẽ ra sao. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ không phải là nhà cung cấp vũ khí cho Campuchia. Hồ sơ cũng viện dẫn vấn đề tham nhũng và nhân quyền là các lý do khác cho lệnh cấm vận. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lệnh cấm vận và hạn chế mới được đưa ra ngay trước khi cố vấn của Bộ, ông Derek Chollet, sẽ lên đường tới Campuchia, nước hiện là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Indonesia. Phía Campuchia hiện chưa đưa ra bình luận về diễn biến trên. Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành các hạn chế xuất khẩu mới, trong đó giới hạn sự tiếp cận các mặt hàng được gọi là lưỡng dụng, vốn có thể được sử dụng trong quân sự cũng như dân sự, và các mặt hàng quân sự kém nhạy cảm hơn, cũng như các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Campuchia đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong việc giải quyết vấn đề tham nhũng và nhân quyền, đồng thời làm việc để giảm ảnh hưởng của quân đội Trung Quốc ở Campuchia, vốn đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tuyên bố. Trước đó, Washington hồi tháng 11 đã trừng phạt hai quan chức Campuchia với cáo buộc tham nhũng tại căn cứ Hải quân Rim. Theo nguồn tin, Mỹ đã tài trợ cho Campuchia xây các công trình tại căn cứ Rim. Tuy nhiên, các công trình này đã bị phá bỏ. Campuchia đang thực hiện nâng cấp căn cứ dưới sự tài trợ của Trung Quốc. Liên quan quân cảng Rim, các quan chức Mỹ đã nhiều lần nêu lo ngại về sự thiếu minh bạch trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc. Căn cứ Rim hướng ra vịnh Thái Lan, nơi tiếp giáp với biển, và việc nắm quyền tiếp cận quân cảng này được cho là sẽ mở rộng đáng kể năng lực quân sự chiến lược của Bắc Kinh. Những tháng gần đây, Mỹ bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Campuchia, quốc gia được cho là thường ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh, duy trì một chính sách đối ngoại, độc lập và cân bằng. Trong khi đó, thì những ngày qua, tình hình các ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành miền Bắc nói chung luôn ở mức cao, trong đó thì số lượng bệnh nhân nặng cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Mặc dù tại nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng như là tại thủ đô Hà Nội đã kích hoạt các cơ sở điều trị COVID-19, tuy nhiên khi bệnh nhân chuyển nặng thì hầu hết đều được chuyển đến các cơ sở điều trị đầu ngành. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang phải chuyển đổi công năng lên đến là hàng trăm giường bệnh thông thường trở thành giường bệnh ICU để sẵn sàng khi mà tình huống xấu xảy ra. Đây là những giường bệnh thuộc khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bệnh viện đã phải chuyển hóa công năng 500 giường bệnh thông thường thành giường bệnh điều trị tích cực. Đây là dự án đã được Bộ Y tế giao chuẩn bị từ cuối tháng 7 trong đề án thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 ở 3 miền. Và hiện giờ chúng tôi đang nỗ lực trong cái việc là cải tạo hạ tầng cũng như là bổ sung các cái trang thiết bị. Khi mà triển khai đến 500 bệnh nhân ICU thực sự thì chắc chắn là chúng tôi cần phải có những các cái lực lượng tăng cường khác để hỗ trợ cùng bên cạnh cái nhân lực của bệnh viện. Thế và các trang thiết bị cũng tương tự như vậy. Trước đây thì chúng tôi chỉ có khoảng độ 100 cái máy thở thôi. Thì chắc là chúng tôi cũng phải bổ sung thêm cả về máy thở, máy lọc máu, ECMO và các cái thiết bị khác. Theo thông tin từ bệnh viện này, cơ sở 2 của bệnh viện đang điều trị cho hơn 500 bệnh nhân COVID-19, trong đó có hơn 100 bệnh nhân phải can thiệp oxy trở lên, số còn lại là những người có nguy cơ trở nặng. Hiện tại thì toàn bộ các cái trường hợp mà bệnh nhân nặng, bệnh nhân thở oxy có nhiều bệnh lý nền là chúng tôi đã đặt tại các cái khoa điều trị thông thường trên các tầng. Thế còn những cái trường hợp mà phải thở mask liều cao, ví dụ 15 lít trên phút hoặc là phải thở HFNC thì sẽ nằm tại khoa cấp cứu, và hiện tại thì khoa cấp cứu cũng đã triển khai thở máy lọc máu
Còn những cái trường hợp ECMO thì sẽ được chạy trên khoa hồi sức tích cực. Như vậy thì tất cả các tầng bây giờ đều điều trị các cái bệnh nhân mà nặng, phải thở oxy, nhiều bệnh lý nền. Với chức năng là bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID-19 cả miền Bắc, nên hầu hết các bệnh nhân nặng sẽ được chuyển về đây. Vì thế công tác chuẩn bị cho tình huống xấu luôn phải sẵn sàng. Ngoài các F0 thông thường, các bệnh nhân nội, ngoại, sản, nhi cần phẫu thuật mắc COVID-19 cũng đều được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận với đầy đủ các khoa phòng. Khi mà dịch nó bùng phát ra với cái số lượng bệnh nhân đông ấy, thì chúng tôi chỉ tiếp nhận các cái bệnh nhân nặng và có các bệnh nền thôi. Cho nên là 500 bệnh nhân đều là 500 bệnh nhân nặng và phức tạp cả. Đa số các bệnh nhân thì đều được kiểm soát tình hình tốt. Để phù hợp với việc chuyển đổi 500 giường bệnh ICU, bệnh viện đã huy động lực lượng y bác sĩ đào tạo bổ sung từ bác sĩ thông thường sang làm công việc của một bác sĩ hồi sức cấp cứu để sẵn sàng cho công tác điều trị. Bên cạnh đó thì bệnh viện cũng khuyến cáo các địa phương cần có sự đánh giá tình hình bệnh nhân nặng một cách chuẩn xác trước khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương. Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc COVID-19 những ngày qua vẫn không ngừng gia tăng, nhất là ở các tỉnh miền Tây. Đặc biệt với số lượng F0 tiếp tục tăng mạnh, nhiều tỉnh, thành phố đứng trước nguy cơ quá tải hệ thống điều trị. Trong đó Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, số ca nặng đang tiếp tục tăng cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12, số ca tử vong lên đến 94 trường hợp, cao nhất trong vòng hơn 2 tháng qua. Theo lý giải của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ca tử vong chủ yếu là những người có bệnh nền, cao tuổi, có người chưa hề tiêm mũi vaccine nào. Thành phố này đang triển khai chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ cao, gồm người trên 65 tuổi và người có bệnh nền. Ngày 7 tháng 12, nhiều nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh trở lại bệnh viện dã chiến số 12, bệnh viện đã giải thể trước đó để chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng điều trị người nhiễm biến chủng Omicron. Cùng ngày, bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức đã mở lại khoa 2B, khu điều trị F0 nặng nguy kịch sau một thời gian ế giường. Số bệnh nhân nặng nhập viện đã quá 200 giường ICU. Bệnh viện này đề xuất phương án nâng quy mô lên 300 giường. Còn theo Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian gần đây, số lượng F0 trên địa bàn liên tiếp tăng nhanh. Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng và nguy cơ nguy kịch đang tăng cao hơn giai đoạn trước. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày, khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân diễn biến nặng. Tình hình gia tăng F0 ở Hà Nội cũng khiến cho nhiều người lo ngại. Hôm qua ngày 7 tháng 12, lần đầu thành phố này nằm trong top 10 địa phương có số ca nhiễm cao nhất trong ngày. Trước tình hình này, Hà Nội đã chấp nhận phương án điều trị F0 tại nhà để giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế.